có âm thanh tốt luôn. âm thanh tốt luôn hả? Dạ. Hi-fi Là hi-fi stereo đúng rồi anh. trời ơi, đầu của này nó bạc hết trơn trời à. Chào Bình Dương, chào tất cả mọi người ở dưới nha. Rồi ok, Em chào anh. rồi em có hỏi gì anh không? Có hỏi gì đặt câu hỏi đi rồi anh trả lời. À, thì tại vì hôm nay thì em chia sẻ cái vấn đề là những cái chương trình format trên cái đài, những cái đài truyền hình Việt Nam, ví dụ như truyền hình, như những cái format, những cái chương trình là như chưa có hề có cuộc chia ly, thì em mới nói là trong thời gian dịch này ở bên hải ngoại bây giờ mà những cái thông tin thì nó cũng đa chiều rồi, thì hãy vào xem những Rồi chương trình đó là mình cái cởi đó mở, hay cái là tập đó cái tắm. cái đó cái đó thì tao nói nguyên thiên tới chiều cũng được, là bởi vì sao? Tao nói cho mày nghe cái chỗ này, nó phát xuất ra cái con người mình là tại sao biết không? Cái mình là mình thích cái đất nước của mình, rồi mình yêu cái đất nước của mình trên vì chỗ đó. Ở đây tao nói tao không có cái chuyện mà dốt vấn đề đó lắm, chút xíu tao mới hỏi mày. Cho bây giờ tao nói mày nghe, tao là người chuyên môn đi coi mấy cái chương trình format đó, hầu như là bà xã tao với tao, nhưng mà bà xã tao thì cái nội dung bà coi khác tao, bà tòa tao la hoài à, nhưng mà tao sợ sư tử cho nên là nhẹ nhẹ nhẹ. Còn tao là tao thích nhất là như cô như chưa hờ cái cuộc chia ly nè, rồi cái gì ta, cái gì là VTV3 tổ chức cái gì à? Điều ước thứ À, bảy, điều ước thứ bảy, điều ước là thứ bảy nè. Rồi nó có những cái, có hai cái chương trình đó tao coi được nè. Rồi những cái game show thì tao không có coi, game show thì nó đối với tao, đây tao nói cho mày nghe, bây giờ tao nói mày nghe một cách nôm na vậy. Anh là lớn tuổi rồi, 70 rồi. Anh trong dạ. con người anh nó có một chút phong kiến của ông cha ta để lại. Mày hiểu tao nói không? Thành ra đối với tao cái gì nó cũng vậy, nó không có đừng không có lố được. Lố ở đây tôi có nghĩa là đừng có trơ trẽn, và những cái mà hình như mình cảm thấy là mình không thực. Thí dụ như anh nè, nói ra thì chúng mày nói sẽ tao ông già là cổ lỗ sĩ quá này cái. Nhưng mà tao rất là ghét nhất, biết ghét gì không? Đồ mấy cái gì nó gọi là chương trình cái gì của tụi game show mà hàng nào cũng lên, là thứ nhất là gì, rap rap Việt, rap Việt, rap Việt, chương trình mà Việc hát hả? nhạc rap mà của người Việt mình đó, nó không, tao không nghe được một chữ mà dưới tao nói mày nghe cái này là mấy ông già mà thường thường nói phải nghe rõ lời, nghe rõ chữ rồi xong rồi muốn lại bị làm cái này. Nó hát tao không nghe được một chữ mà dưới nó vỗ tay nó nhảy cà tưng là sao? Thành ra nó phản cảm đối với tao là nó kỳ kỳ. Thôi mình bỏ qua chuyện đó là bởi vì giới trẻ nó thích, làm sao biết được, bởi vì văn hóa mà, mình văn hóa này vô bờ phải không? Tuy nghe là tao không áp đặt, có nghĩa là chuyện ông già cho nên vì đó tụi có những cái chương trình mà ta cảm thấy rất là nhân. Có hề, như chưa hề có cuộc chia ly. Đa số những cái chương trình đó đó nó mới nói lên điều này là hầu như là 90% tìm lại người thân. Đúng không, mà Bình Dương? Mà Dạ đúng hầu rồi. như tìm lại người thân đó đều do chiến tranh mà ra. Dạ đúng rồi. Chính xác là như vậy, bởi tao coi rất là nhiều, tao coi tới bên nay tới một số 137 rồi mà tự nhiên nó không ra nữa, bị nó cạn tiền thì sao tao không biết nữa. Thì tao nói cho mày nghe điều này, mình coi như vậy mình mới thấy mình mới đi cùng, nói thẳng là đi cùng cái giai điệu của đất nước mình. Có nghĩa là từ hồi xưa tới bây giờ mình thì còn tốt phước, có nghĩa là còn đủ vợ đủ chồng đủ con đủ cái đủ mẹ đủ ông cha, mà còn có những gia đình họ không được hạnh phúc như mình đó. Tôi nói bạn nghe, và khi người ta gặp là ta thấy những cái cảnh mà mỗi lần ta coi là ta tức lắm, ta chửi trước một lần nó đủ mẹ, ta không, ta thề ta không coi cái chương trình này nữa, vậy thôi bắt thì cái dán vào. Bởi vì khi cuối mà hai người mà lên gặp nhau trên cái đài truyền hình đó, ông nào ông nấy già rồi, mẹ cách nhau mấy chục năm, lúc đó tự nhiên con đứng ta con người tao vậy chứ tình cảm lắm nha mày, tao không phải kiểu đâu. Là bởi vì sao? Nó có nhiều cái chương trình mà thí dụ như hôm trước có một buổi chương trình số mấy tao cũng quên rồi, khi cha mẹ thất lạc con cái trên cái đường chính Nam Lào, có nghĩa là cái đường chính mà khi mà thoát chạy từ năm 1970 75 74 75
thoát mấy đứa con Dạ. nó thất lạc, hay là đứa thì đi ở đợ, đứa thì đi lên ra Lạc, rồi mấy người phía bên Tây Nguyên, rồi bên trên giữa người dân tộc thiểu số nhận nuôi làm con, là đồ trợ tội ghê. Nói một cách nói như vậy để cho mày hiểu rằng là coi, để mày hiểu được đất nước mình nhiều hơn. Và cũng nhờ những cái chương trình như vậy mình mới thấy, là cái nhà nước Việt Nam mình nó nhân văn. Có nghĩa là từ xưa giờ những cái nước khác không có chương trình đó, cái format là như chỉ có Việt Nam làm, cho tao thấy đâu có nước nước là, bởi vì cái chương trình nó làm ra để gom lại những người mà bị chiến tranh tàn phá, bị thất lạc, bị chia ly do chiến tranh, mày không? Rồi có những cái con hôm trước tao có một cái xúc động nào mà có một cái con đó nó đi thất lạc, nhưng mà sao biết nó lọt qua Mỹ xong nó trở về, nó đi kiếm mẹ nó, thì khi về trở về với chồng nó đi trở lại làm bầu chứ đi kiếm đâu chứ miền Tây á, thì mẹ nó mất rồi, mà ở trên cái mồ của mẹ nó còn hai còn 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 đôi guốc, cái đôi guốc đó bà không biết làm sao. Mày có coi cái chuyện đó, dân nhỏ là như là nó là người Việt nhưng mà lấy chồng Mỹ, Đúng rồi nó à, khóc đó, thấy chưa? Mà thấy rõ ràng cũng vì cái chỗ chiến tranh mà nó xảy ra mà là như vậy. Đó là một đài mà ta cảm rất là có một cái chương trình mà ta rất là thích, mà vừa thích mà vừa sợ. Không vì sợ rớt mắt cho con mẹ, mỗi lần coi đó dạ là tao đúng rớt rồi, mắt, mỗi lần to coi là đó là khóc rớt đúng mắt, rồi, coi là đúng khóc rồi. coi là khóc, mẹ bà nó chưa chưa cái chương trình nào mà khóc. Cái thứ hai nữa là cái chương trình gì ta, 100 cái gì VTV nó hay đưa lên là giờ nó có những cái mà xúc động, chẳng hạn như những người con nghèo mà hiếu học, rồi các cái kể cả mọi miền đất nước. Dạ đúng rồi. Ta mới coi cái chương trình tức thì là có một anh chàng chăn bò, cũng được VTV đưa lên đó. Anh chăn bò mà vui, rất là vui, bệnh Dạ. hoạn mà rất rất là vô tư mà rất ưu lễ, rồi còn ca những cái bài ca từ số 1 đến số 100 của tiếng Anh, rồi các gái là vui lắm rồi đó. Có Dạ. cái chương trình đó là gọi chương trình gì anh cũng không biết, gọi là cái gì ta không biết, bảy sắc cầu vồng hay là gì đó, cầu vồng đại khái gì đó, nhưng mà Nhiều có cái điều đó lắm đó là nhiều những lắm. cái nhiều lắm đó là những cái chương trình bổ ích. Còn những cái game show mà để chơi này kia, nhảy cà tưng rồi xong rồi thấy nó vô bổ, ta không thích. Thế Cái đó thôi, thì để cho giới trẻ thôi. Dạ đúng đúng rồi. rồi, thì bởi vậy ở đây anh ở đây ta không có phản bác, thành ra tụi bay đừng có chửi tao ông già cổ hủ, ta không phản bác, nhưng mà tao nói trước rồi, có nghĩa là cái tao á, vẫn có một chút gì đó trong cái đầu óc nó phong kiến, mà tao thấy đàn ông mà có chút xíu phong kiến mới tốt chứ mày, chứ còn kiểu như bây giờ cỡ gì tao mà đưa vô trong vũ trường mà nhảy cà tưng ai coi cho được, đúng không? Phải có Đúng một chút phong rồi. kiến, đúng rồi, phải có một chút. Ý tao muốn nói là trong một gia đình nó phải có nề nếp, chồng ra chồng, vợ ra vợ, con ra con, hiểu đó chưa? Mình không thể nào là mình Dạ, không thể nào em mình đánh đồng được cái kiểu ô mày giống như Mỹ, thằng nào cũng bi tao, bi tao, UN, be Nên and là you, tao với mày không, không được. Người dân có Việt Nam đi cho hết làm vậy, thế thôi. Đó là vấn đề, những cái chương trình mà bổ ích mà tao coi cảm thấy là vừa mở mang trí óc nè, rồi mở rồi còn những cái tao là vô YouTube mà tao coi, bây giờ tao coi cái chương trình mà bởi tao tao tham ăn, nói thẳng tao tham ăn, ăn ngon là tao khoái, cho nên vì đó tao khoái coi là cái gì mà Sa Pa TV nè, rồi Hoa Ban Food nè, những món ăn độc lạ của người Việt mình, hình như là người trong nước còn chưa ăn được đó, mà tao coi tao ăn hoài ngày tao ăn chứ được của tao ăn trên TV rồi. Đúng rồi, đồ thịt trâu gắt bếp nè, mà có làm gì rồi có cái gì ta, thịt trâu gắt bếp nè, rồi xong rồi có nhiều món mà đặc biệt ở những cái vùng mà cao, những cái vùng mà Sapa, những cái vùng đó, những đó là những cái đặc sản của người dân tộc đó, thì rồi nhiều lắm mày ơi, khổ lắm rồi. Ăn cái gì tôi gọi là cái gì ta, cái gì mà ở tâm ta khoái đi, ta muốn thôi chứ chưa thì được được đi. Ở Hà Giang nó có một cái món nó gọi là Thắng cái gì cố mà anh, thắng cố, đúng rồi, thắng thắng cố cố. đúng rồi đó đó. Nói chung là những cái mà đối với mình nó lạ lẫm lắm, nhưng mà mình thấy người dân họ ăn rất là ngon lành. Trời buổi sáng se se lạnh mà trời sương mù bốc khói, để một tô thắng cố này, rồi mấy ông già dân tộc á chứ, uống rượu mà uống rượu rượu bắp, rượu ngô, rượu Ngô gì đó, rượu ngô, rượu trời ngô uống lăn quay, uống có nhiều ông ngủ ngoài đường luôn khổ. Nhưng mà đó là cái nét văn hóa độc đáo của những người đó, mà cái đó tao nói mày, nếu mà nó lai tạo mà người Kinh mình mà lên đó nhiều quá, nó bị lai tạo lai lai tạo thì nó là mất đi cái đó. Bây giờ tao nói cho cái mày nét nghe là văn hóa. những bây giờ tất cả những cái người du lịch nước ngoài họ lại đi kiếm những cái nét hoang sơ như vậy, có nghĩa là những cái mà người chưa được mà người Kinh mình mà lên khai phá đi, thì
họ vẫn có những cái bản chất riêng. Thí dụ như mấy cô thiếu nữ mặc đồ sặc sỡ, mặc áo quê người dân tộc họ đủ màu rồi, cho nên cái áo vui lắm, mà ta thấy mặc cái đồ vô thấy khổ ghê, có nghĩa là từ cái đầu xuống chân nào lục lạc, nói chung là nó nguyên một con, cái nguyên một con người rất kỳ cục lắm, nhưng mà mình cảm thấy là lạ lắm, phải không? Mai mốt mà nó mặc đồ Dạ đúng quần rồi. jean với áo áo thun là rồi thua luôn, coi như mất luôn cái kia luôn, là coi như hết hay đó. Rồi chợ tình Sa Pa, nhiều nhiều cái hay. Tao là chuyên môn vua du thuyết mà, nhưng mà tao vẫn mê nhất là những cái món mà tụi nó dẫn tao đi ăn á, trên YouTube nó dẫn tao đi ăn quá trời là món. Đó là thứ nhất là miền Bắc, miền Tây. Ở đây nó có những cái kênh, ví dụ như cái kênh người miền Tây, rồi nói chung là mấy cô gì Ánh Cua là chuyên môn đi về miền Cà Mau các cái, là trời ơi món ngon vật lạ. Miền Tây thì thôi khỏi nói rồi, đi thôi tao có nói thiệt mày, nói hồng ăn nước miếng chảy ra, nó con đi kiếm cơm ăn nữa phiền lắm. Rồi ok, cái đó là một cái chương trình rất ư là bổ ích. Tao coi bởi người con xa xứ bên này để coi cái điều đó để cảm thấy là niềm vui đó. Thí dụ nó rõ ràng là như vậy, món ăn tinh thần mà đó, đó là tao nói rõ ràng tâm tình của tao là như vậy. Rồi bây giờ Bình Dương có hỏi gì nữa không? Để em đang đọc Nữa cái comment của cô ông Trí Web này. Thấy không? Vừa thay đổi như cái bánh tráng lúc nãy, là vừa nào là lên là khen thế này thế kia, bây giờ quay lại lại chửi nữa. Nói rồi những cái con người này có nghe tôi chết tàu hũ, thì à có tao thay nói đổi trước được là bánh đầu tráng. tàu bút đỏ nói nè, tao nói cho mày bút đỏ nghe nè, cái người về Việt Nam ở lâu là tao cũng ở lâu, năm ngoái tao về như năm 2019 là tao về thứ bốn, nếu không có bà già mất thì tao về đó tao ở được nửa năm, có nghĩa là tao đi từ Nam cho ra Bắc, chắc không phải kiểu mà về chặt sạc ở Sài Gòn xong rồi má rồi nói bậy bạ, không có, tao đi tao chiêm nghiệm. Nhưng mà tao chỉ tiếc rằng những cái nơi mà tao vừa kể ra thì tao chưa bao giờ đi đó, chứ vì cái đó là tao cũng ước mơ, tao cũng đi cái gì ta Phan Xi Păng rồi các cái là khác nhiều. Nói một cách nôm na là ở Việt Ok, Nam mày rất là nhiều cảnh đẹp, và mày ở khoảng 5 7 năm mày chưa đi hết, đừng có nói ở được một mấy tháng như tao. Nhưng mà tao nói cho mày nghe, tao đã về Việt Nam và tao ở có đó 4 5 tháng trời. Ok đừng có nói hỏi mà tụi này nó có cái bệnh vậy đó, hay mình kể ra nó sao không vậy, năm ở luôn đi. Cái lạ đời, tao muốn đi tao đi, tao muốn về tao về, tao mới làm cái gì tao yêu cấm tao, cái chuyện tào lao thì khổ ghê vậy. Rồi Rồi với sẵn đây thì em cũng có cái anh thấy anh thì hay nghe đài của Nguyễn Vũ Radio đúng không? Thì Nguyễn anh Vũ có hả? xem cái clip đó, mà Rồi anh có sao sao xem cái clip mà chỉ vì một câu nói thôi mà cái nhóm người kia kéo đến hành xử theo cái kiểu côn đồ rồi đánh nhau luôn anh. cái đó thì mà tao hiểu cái điều này nó phát xuất ra không phải vì mấy người kia nó ra, mà nó phát riêng cái chỗ này. Trước ngày mà vận động cho bầu cử Trump á, khi mà cảm thấy vừa thất bại rồi á, thì Nguyễn Vũ nó có tổ chức gọi là Trump Day. Trump Day là giữa ngày cổ động Trump, Ngày của thì chúng. ngày của Trump á, nhưng mà mặc quần may áo dài tá lả ở bên là thì chắc là cũng mình không hiểu, mình chắc là cũng vì tiền thôi, nhưng mà có điều này mình không nói ra, nhưng mà có điều này tôi nói cho mày nghe. Thì Nguyễn Vũ mới nói một cái điều này là không nên đem, không cho đem cái cờ ba sọc vào trong cái chỗ mà Trump Day của Hán, hiểu không? Bắt đó trên việc đó gây mâu thuẫn bắt đầu từ đó, có nghĩa là không cho ngày Trump Day là không có cho Nguyễn Vũ đi đi Không đi đi không đi cho Nguyễn Vũ mang cái lá không cờ đó cho. vào Rồi đúng rồi, thành ra đó thì mấy anh cha này đi ghim để đó mà tức mà không làm gì được, cho nên vì đó mới ghim để bụng. Lại hôm nay mấy ông nội này lên ngay chỗ Washington DC đi biểu tình, trong lúc đường về ghé Nguyễn Vũ quậy đó, thế là cái chuyện là như vậy rồi đó. Nhưng mà nói thì nói đó, các ông các bà khổ cái gì nè, mình chỉ nói một cái điều về tao là người lính quân nhân, một người quân nhân của chế độ cũ, tao nói đại gia là cái lá cờ này, anh cứ yêu quý cho lắm thì anh để lại, anh gói anh cất lại, còn không nữa anh bỏ trong tim đi, anh phải trân trọng cái điều đó. Vô tình anh đem cái lá cờ đó ra chính là anh nhục mạ cái lá cờ đó. Để biết không, cái lá cờ không ai mà mình mang nó mai đó, cái lá, người Việt Nam ta nói hồi nãy rồi, người Việt Nam không bắt chước Mỹ được, lá cờ thì không thể làm mai quần mai áo được. Mấy ông nội này đủ làm khăn quàng cổ cũng cờ, nón cũng cờ, thậm chí Nó áo cũng dài cũng cờ. Tôi hỏi mày cờ cờ. thằng quỷ kia nó cười, nó nói vậy cờ mai được sống được, nó nói vậy mày mai cái áo cờ giặt cái giặt áo dài bằng ba sọc á, rồi mày ngồi ngồi sao, phải mày ngồi lá cờ không, vậy cũng đem lên, rồi thậm chí chùa cũng đeo lên,
chùa chị nó bắt tôn giáo dính líu gì kia đâu, không, cũng treo lên, nhà thờ cũng treo lên, nó cũng là cái thứ dùng sử dụng ba lá cờ, coi như coi mình nói nôm na là coi như bất hợp pháp á, coi như là nó không có cái mẹ cái thứ gì cũng đem lá cờ ra. Và họ nói một cách chơi dễ hiểu là từ hồi xưa tới giờ mấy chục năm nay ở Lido Sài Gòn á, ở cái chỗ mà cộng đồng người Việt đó, hầu như cũng khốn khổ vì lá cờ đó, có nghĩa là họ lợi dụng cái lá cờ đó rồi xong rồi quạnh hẹ rồi rồi nói chung là nói làm sao ta, có nghĩa là cũng vì lá cờ đó mà rất biết bao nhiêu người điêu đứng, nếu không ủng Nhà hộ là họ tới hợp phá này kia tùm lum họ la tới mạnh hợp lắm, mà phán không nói được, đúng rồi, nói vậy cho mày hiểu rồi, nói ít hiểu nhiều, mà không phải cái chuyện đó bữa nay tao mới nói, mà cái đó nó xảy ra mấy chục năm nay rồi đó. Thì cái chuyện mà sao em, nhưng mà ở đây để em xin nhắc lại anh cái ở đây đó này, họ chỉ làm khó những người Việt đúng chứ rồi, họ ví dụ như trong cái đó thì họ cũng có một cái câu nói và họ nói là do ông này làm ăn với nhà nước Việt Nam, nó nói theo nguyên văn của ông là làm việc làm ăn với cộng sản. Nhưng mà ở đây trên cái góc độ là có nhiều công ty người ta vẫn làm ăn. Mới nãy em có nhắc một cái công ty cực kỳ lớn ở Việt Nam chuyên sản xuất răng răng cho bên Mỹ, răng sứ. răng sứ bên Mỹ, thì mấy ông này nếu nói gì thì tại sao không kéo tới đó đi phản đối người ta đi, mà tại sao đi ăn hiếp chi trong Nó khi mình khổ là quá mày người ơi, tao nói cùng với mày bản xứ rồi với nè, nhau. cái buồn cười nhưng mà tao bắt chước cái lời của Vũ Ly Sa Vũ á, nó nói có một anh chàng á đem một cái gì đó, một hũ gì đó không biết mà để trên là chữ Made in Việt Nam á, sản xuất qua thì trong cái chợ tôi la làng là cái này là phải tẩy chay, cái là bằng sao bây giờ hỏi nếu không mua cái này mà mua cái món gì đủ má cái mua gì, thì chỉ có hai nước thôi, một là Việt Nam, hai là Trung Quốc thôi, Trung Quốc. lúc nào nó cũng chửi đồ, Trung Quốc quốc thì thoải mày nó không cho mua rồi Việt Nam thì chỉ có hai món tàu hũ thì cho tàu hũ đi, thì một bịch tàu hũ của Trung Quốc dùng bịch tàu hũ Việt Nam mày mua ra, không cho tao mua rồi Việt Nam không chơi, ok không chơi mua chi đủ mày chửi chết mày bắt tao đi mua, có nghĩa là lúc vô tình nó làm giàu cho Trung Quốc, mà thấy nó vô lý không, rồi tao nói cho mày nghe cái điều này là ở Lý Đô Sài Gòn ở ngay chỗ cái Phước Lộc Thọ đó, lúc nào nó cũng chửi người Việt Nam bán nước cho tàu các cái nàng bần xong mà, nhưng mà khổ nổi cái Lý Đô Sài Gòn, cái Phước Lộc Thọ là toàn là tàu không à. Mà điểm nhất mà để cái chữ Việt Nam nằm cái chữ tàu nằm ở trên, thế rõ đúng gì vậy, là cái người chủ chợ nó cũng có người tàu luôn, Người tàu luôn, dạ đúng rồi. nó chơi khổ vậy, thành ra điều kiểu nó bất cái nhiều cái nó buồn cười, mới nhiều cái bất hợp lý, để tôi nói là không có cái chuyện gì mà người ta mà kiếm chuyện người ta làm nó, ta thấy nhức đầu lắm. Mà bây giờ càng ngày cách đây vài chục năm thì không nói, nhưng mà ngay càng ngày bây giờ người Việt ở nước ngoài, người Việt không phải ở nước Mỹ, các cả bên châu Âu cũng vậy, họ hướng về Việt Nam mình, và mỗi năm như vậy, hồi xưa tao nói một cách tục thống kê nha, những cái năm mà thập kỷ 90 á, Tết Việt Nam đến á cao lắm, chừng vài trăm người Việt kiều về, nhưng mà càng ngày số lượng càng đông, số lượng càng đông và tăng dần lên, mày biết theo thống kê thì nếu mà mùa mùa Tết á người ta mua vé bay coi như cạn kiệt luôn, không có đủ chỗ cho mà mua luôn, và nói thiệt mày là vài chục ngàn người chuyện gì là bình thường, bây giờ là vài trăm ngàn người trong mùa Tết, nói như vậy để mày hiểu rằng cái người Việt xa quê hương càng ngày họ hiểu được cái bản chất của đất nước mình và họ càng ngày càng về đông hơn, chứ không phải vì người ta bỏ nước ta ra đi, ta nói bị đều mỗi người ra qua đi nước qua bên nước khác ở, mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi người cây nói chung là vậy, chắc không ai giống ai cả, thành ra người thì lấy vợ lấy chồng, người thì đi du học, người thì nói chung là tất tần tật rất là nhiều, chắc không phải ai ra đi cũng bỏ nước cái kiểu nào đi mà, thì không không phải vậy, nhưng mà người tụi nó là ghét cho người ta là đã muốn rồi, mày muốn thì mày gì ta mày thấy đại khái là vậy, nó đâu có hiểu mẹ gì đâu, cho nên nhiều khi giải thích đó là giải thích suốt đời, bây giờ tao không có cái chuyện mà gọi là giải thích nữa, tao ghét không giải thích nữa. Ê, có việc ra vô chơi nè, đó thằng việc ra như vậy đó, nó ở mấy chục năm bên này cũng giống như tao vậy, kỳ rồi về Việt Nam gặp nó chụp hình với Dĩ An đó cũng vui, anh em cũng vui, có nghe giống như anh Peter nói, cha Peter nói tao là ở Việt Nam là một giống như người mẹ ruột và ở nước Mỹ này cũng giống như người mẹ nuôi đó, hai hai quốc gia mình coi vậy, ở đây mình không mình chọn quê hương là thứ hai, cái cũng đúng rồi đó, mình không bỏ bên nào, nhưng mà khi mình trở về đất nước của mình á mang một cái tâm trạng rất hồ hởi phấn khởi, tao mấy chục năm mà tao đâu có được ăn Tết Việt Nam đâu, kỳ rồi tính ăn Tết Việt Nam nhưng mà bị bể kế hoạch vì chỗ đó không có đi không có ở lại được,
mà chính vì không có qua đây cái kẹt dính luôn Covid luôn, cái ở đây luôn, bây giờ đi về cũng không có được nữa. Tao tao rất là tức, nhưng mà thôi kệ cái chuyện đó là đó. Mà tao không đi về được, không phải riêng mình tao, cả triệu người như vậy chứ không phải mình tao đâu. Đó thì là vì đó mình cũng an ủi cái chỗ là thôi kệ đi, đợi hết dịch rồi về. Cái điều quan trọng nhất là nên giữ cái mạng, nên giữ cái mạng này còn sống để bị về, bởi nếu qua được mùa dịch này thì ok. Bữa nay báo cáo chị biết là mày nhớ cái thằng gì Huy Đức luôn, Huy Đức thần thần sấm thần sấm sét. sét đó, bây giờ vô nằm rồi đó, là chữ cho lắm vào vô vô nằm rồi đó, thấy chưa? Có nghĩa là ở đây á, tao nói một lần nữa có nghĩa như vậy nè, ai cũng có quyền, ở nước Mỹ ai cũng có quyền tự do cả, nhưng có điều anh có nhận, anh có nhận thức được cái đầu anh là cái chuyện khác. Mày không, tao nói một cách đơn giản là những người mà cuồng Trump, những người mà yêu mến ông Trump, một người lãnh đạo của đất nước mà khi ông nói câu con đó không có thật, cái con đó là cái đám dân chủ tự tạo tự ra, thì những người cuồng Trump ô vậy hả, đủ đâu có khẩu trang mẹ đâu như trời sức mấy trời đâu. Xong những người nào đi biểu tình mà không mang khẩu trang là bị lây nhiễm rồi bị đi đái rồi đi chết, mày hiểu tao nói không? Tại sao chúng ta không hiểu được cái điều đó, nó nguy hiểm xảy ra, ai nói thật ai nói láo để chúng ta đi? Bây giờ rõ ràng điều đó là đó là do nhận thức của con người, chứ chẳng ai có chuyện mà đi mà chết cũng kệ mày, chết cũng đâu quan trọng gì đâu. Nhưng mà cái điều mà nói mà lên một cái kiểu là tao đã từng nói hoài, yêu thích khác mà cuồng khác. Tao cũng yêu thích hoặc là tao không yêu thích là chuyện cá nhân của tao, nhưng mà tao không cuồng theo kiểu như vậy. Ok. Nên một ngày hôm qua thì có anh Si Sam, anh đó thì anh cũng ở ở bên như Cali, Cali thì anh phải. có nghe nói rồi sao nữa? Ảnh cái người ở chung nhà, ảnh đi biểu tình cũng không mang khẩu trang, cuối cùng về lây Về bị Covid lây cho ảnh luôn. nhiễm gia đình đó, đã thấy chưa? Đó. Đó, đó là một cái sự tác hại. Và À. bởi Nhưng cái vậy vấn đề nguy hiểm hơn là bây giờ cái vấn đề những con người đó hiện tại bây giờ họ không thể khai báo được là vấn đề mình có bị nhiễm hay không, mà trong khi trong cái cuộc vừa rồi anh biết là rất nhiều người chứ không phải là ít. đúng rồi. Bây giờ ta nói như vậy để mình hiểu rằng nhiều khi mình nói mình cảm thấy mình thở dài. Gì đây? Bước tổ ông cầm kêu tụi nó đổi đổi cơ đổi cờ đi. Đổi cờ rồi có đổi cờ gì không hiểu, đã không hiểu cái câu này tối nghĩa quá không hiểu. Khùng quá. Ủa, anh cầm ảnh chỉ là một người bình thường thôi, còn còn bút đổ thích thì bút đổ đi nói chuyện mấy người đó đó, đổi cờ đi, ý nói Thì dính sao ý ý nói là anh đã đi nói mấy người kia là đổi lại cờ đỏ sao vàng đi, đừng có không có chuyện đổi cờ, chuyện tự do cá nhân mà nãy tao đã nhắc đi nhắc lại hoài, tất cả mọi người như vậy, mình chỉ là một công dân thôi các bạn. Nhưng mà có cái điều là khi mà đem cái lá cờ ra mà không đúng nơi để mà quy định hoặc là những nơi thì nó sẽ tác hại vô cùng, mà sự tác hại nó đã hiện rõ rồi, FBI đã lên án rồi, nó liệt vào những cái cờ đó như thế nào rồi thì tất cả mọi người đều biết rồi. Cái đâu ta đâu cần phải mày sao rồi cái hành động đó mày suy cùng mày suy luận thử có đáng làm không hoặc là có ngu si không, cái điều đó ai cũng hiểu được rồi. Thì bây giờ á, cái thằng Nguyễn Xuân Nam đó cũng nói vậy, bây giờ nhớ người mà đi cầm cờ và đi biểu tình của đó coi hiện giờ đang mất ăn mất ngủ và FBI nó đã truy lùng cho tới nơi tới đốn, có nghĩa là cái chuyện này để nhà nước lo, mình không có lo, chuyện là như vậy thôi. Thế rồi 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 em còn hỏi gì nữa không? Rồi thứ coi Nhưng cái tai họa này nghe không, là niềm vui vô cùng to lớn của dân Mỹ, hãnh diện người dân Mỹ là sao? Ai cũng thấy là đây lần thứ hai trong lịch sử hồi đối họp trở lại và quyết định là ông Biden đắc cử tổng thống, đó là cái và nghẹn ngào của nó tên Biden, bà Biden ra cái chết về thể xác không giải quyết được vấn đề, và cái giải chính sách Hoa Kỳ đắc chết bỏ lại gia đình, thì chúng ta thấy cái sự phẫn nộ chúng ta vì cái Việt Nam Cộng Hòa, nhiều người đã hy sinh luận tội. Chúng ta biết rằng năm 2019 trung trung nhưng ngày nay cái điều đó không còn nữa, thì cái việc luận tội lần này đó, tôi đang thứ 25 là ông Trump không đứng ra cùng với nồi cát, ông Trump thì thằng Nguyễn Xuân Nam này đó
thì nó đã nó bình luận xong rồi các cái thì nó nói là cái chuyện những người cờ vàng xuất hiện tại cuộc biểu tình ở Quốc hội Mỹ có nên hay là không, và nó giải thích ra cái điều đó và tác hại cái điều đó như thế nào, sẽ nói ra bây giờ. Bây giờ tất cả những người mà dính líu tới ngọn cờ vàng, mà các cả camera của những trong đó nó gồm là tác nghiệp dư, các bạn như là cái thằng gì, thằng Nam Quang là một là những người nào mà Nam hiện Quang. lên, và đó đại khái là những cái đó FBI nó thu thập hết trơn rồi, rồi kể cả những cái camera an ninh chung quanh khu vực đó, coi như là không bỏ lọt đất, coi như ai vào Không bỏ tầm ngắm sót. là không bỏ sót được, và nó truy lùng cho tới cùng. À. Và ở ở đây nó có một cái điều hay tức cười lắm nè, nó có chủ đích, có một cái hình, tất nhiên là không biết mày có coi chưa, tất nhiên là cái hình kia nó có nghĩa là cái hiên mà người dân Mỹ mà vô biểu tình ở trong cái tòa nhà đó, có một anh chàng chụp hình được, có nghĩa là một ông kia cầm một cái cây dài đó, cái cây dài, nhưng mà ở trên cái cây dài là một bó dây ni lông, một bó dây ni lông để siết, có loại gọi là siết ni lông siết, tức là cái cây mà đụng với cảnh sát hoặc là người người mà đi bó đồ đó mà nó dài. Mỹ cái dây đó kêu một cái dây tôi quên mẹ rồi, tôi quên cái Cái tắt gì dây rút á, dây rút. tờ cái dây rút một bó. Lý do tại sao có một bó để làm gì, thì có phải là khi anh tấn công vào đó bắt được những người thượng nghị sĩ hoặc là những người dân biểu nằm đó là phải anh bó anh trói lại không, cái đó là có chủ đích đàng hoàng. Đi biểu tình ôn hòa thì làm gì có cái chuyện đó xảy ra, làm gì có cái chuyện ôn hòa cái dây đó xảy ra, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, cái cây cờ mà đấy có hai cái cây cờ, một cái cờ Mỹ và một cái cây cờ Việt Nam Cộng Hòa, mà thấy cái cán nó dài khủng khiếp luôn, dài tới mười mấy thước luôn. Tao hỏi mày đi, nếu mà đi nhìn mà nếu mà đi biểu tình mà không có không không có không có không đại khái coi như là ôn hòa hoặc là không có gì để biểu lộ thì làm gì có trang bị một cái cán mà dài dữ vậy, Phải có ý tức đồ là gì mà phải không, phải đi có trang một bị cái gì đó, là phải có một cái ý đồ gì đó, phải có gì đó đúng rõ ràng. Tao không bao giờ tao đi biểu tình cao lắm cầm cái cờ quay 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 phát 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 thôi, chứ làm gì có cái cán cờ dài mười mấy thước đúng rồi. rồi rồi treo xong xong đi cái lá cờ của Mỹ, thấy chưa? Thành ra vì chỗ đó là nó có chủ đích, mà ở đây là FBI vào cuộc rồi à. Và bây giờ người ta tiên đo đoán cái là hôm qua hôm kia không biết ta cho mày nghe chưa, có nghĩa là người ta đã trong những cái dòng mà Twitter của Tổng thống Donald Trump rồi trong Facebook các cái thì nó ẩn chứa những cái mã, thì nó giải mã ra thì nó phát giác được là cái ngày nó hợp nhau là cái ngày 17 tây tháng 1, ngày ta sắp sửa tới 17 tây nè, nó sẽ làm một lần nữa à. Nhưng mà cái kỳ này FBI làm căng quá, và ta báo cho biết là hiện giờ là nó kéo quay về tới 15.000 quân vệ binh quốc gia, 15.000 quân à, bao vây cái tòa nhà lại, và đang cái để chuẩn bị cho cái ngày lễ nhậm chức của cái ông Nhận thức của Biden anh bây giờ Biden đó. Thành ra tôi nghĩ là cái chuyện cái ngày 17 thay không xảy ra đâu, nhưng mà có điều người ta cảnh báo là có thể là khủng bố bằng cách là khủng bố lẻ tẻ nhỏ nhỏ, thì người đặt bom đặt mình là xa xa để thấy gì, chứ còn kia nó kiểm tra dữ lắm đó. Nói về cho mày hiểu là vô tình người Việt mình bị dính líu mà cái chuyện mà không mong muốn đó, thì tao đã nói mày rất là nhiều lần rồi, thì bây giờ thì thôi không có nhắc cái chuyện cũ nữa, nhưng mà nói như vậy thì hiểu là hiện giờ đất nước Mỹ tới khi nào mà ông Biden ông lên ông nhậm chức suôn sẻ rồi thì ổng mới ra một cái quyết định, là đầu tiên là ổng quyết định là vấn đề coi như là virus corona, có nghĩa là phải diệt cái đó thì mới làm ăn được, bởi vì đóng cửa quá lâu nước Mỹ cũng kiệt quệ rồi, các cảng hàng không cũng không có chuyến bay, bây giờ hàng hàng không là coi như là chết đói luôn rồi, nữa người nhân viên hàng không cũng nghỉ việc, nói chung là tất cả Cũng đều nghỉ không việc đi cả, được không nhỉ. coi như là kiệt quệ về kinh tế, thành ra bắt buộc phải như thế nào đó, thì tao hy vọng tao là người ngồi trên chuyến bay đầu tiên thế thôi. Tao cũng lo tao đi chích ngừa, nếu chích ngừa tao sớm sớm tao cũng lo chích ngừa rồi đó, còn hỏi gì nữa không? Rồi Rồi, thôi cảm ơn anh nhiều, tại em rồi cũng khuya rồi. vậy hả, Em rồi ok em, ướp đây. rồi Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh nhiều sức rồi khỏe. ok rồi. Rồi, em. Thôi, cảm ơn anh chị nha. Này cũng khuya rồi. Sorry anh Phương Đông Tùng, ngày mai anh Phương Đông Tùng nha. Hôm nay thấy hơi khuya rồi nên em ướp đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Cảm ơn các anh chị rất nhiều nha.